kiểu không? Mừng các bạn đến với video chia sẻ về quá trình thi công về đá. Thì hôm nay tôi có mặt tại thành phố Ninh Bình đang thi công cái lát đá vỉa hè như này. Bên cạnh tôi đây chính là bác Định. Bác Định nó là một trưởng thi công, đội chỉ đạo thi công về cái đội lát đá ở đây. Thì bác Định hôm nay em muốn hỏi là cái việc về cách thi công về cái đá vỉa hè này làm sao cho nó phù hợp và chuẩn thi công thì bác sẽ tự như thế nào ạ? Bước đầu tiên là chúng ta làm cái nền thật cứng đã, và cái bề mặt nền này phải thật cứng. Bắt đầu mình đánh thăng bằng ở cái mặt nền. Sau đó thì cái lát cầu đại đá cũng rất ổn. Tức là đầu tiên là đánh cứng cái nền này đã cứng rồi. Xong xuôi hết tất cả đạt tiêu chuẩn về độ cứng rồi. Sau đó là bác câu thứ hai là khâu chọn đá đúng không bác? Rồi và thì chọn đá thì khâu như nào là tốt được bác? Đá tốt thì đá cứ không gân là tốt. Không có gân đúng không? Tức là ít gân là nó sẽ già, là cái đá nó sẽ liền đúng không bác? Trên tay tôi chính là cái loại đá được sử dụng cho cái vỉa hè ở tại Hồ Gia Chủ tại thành phố Ninh Bình, một cái ngôi biệt thự như các bạn quay đây, một cái ngôi biệt thự đang trước mặt đằng sau tôi đây. Thì cái đá này ấy, thì được sử dụng cho gia chủ sử dụng cho cái khu vỉa hè. Thì trước đây người ta hay sử dụng cái gạch Terro nhưng các bạn không còn lạ gì ở ngoài vỉa hè các đường phố cả, thậm chí ở các gia chủ hay sử dụng. Nhưng đến bởi vì là tại sao cái gạch Terro bây giờ hiện tại bây giờ ít người sử dụng hơn, thứ nhất là về độ thẩm mỹ, thì sau một thời gian cái gạch Terro sẽ giảm độ thẩm mỹ đi, có rêu có mốc và bạc màu đi, sẽ gây lên một cái vẻ đẹp mất thẩm mỹ đi. Cái thứ hai là gạch Terro sẽ giảm cường độ của gạch Terro, làm khi mà các bạn lát lên thì cường độ rất yếu, ô tô đi lên có thể vỡ. Bác Định ơi, bác chia sẻ thêm là như này, chúng ta cùng một tốt thêm lên một cái nữa, bước thứ hai là bác sẽ làm cái gì trong khâu này? Đầu tiên mình thì đi dạy không anh? Mình chạy theo cái khẩu độ của vỉa hè của mình, nó sẽ có rộng bao nhiêu để mình chạy cái bờ bò trước. Rồi. Sau mình đi chạy đuổi khâu này, theo cỡ của những cái vỉa hè tại cái rộng nữa. Tức là cái khẩu độ từ vị trí này là chốt rồi đúng không? Còn sau đó mình sẽ làm cái bờ bo này như này đúng không? Ok. Bo này xong là bắt đầu mình mới đánh cốt và giải cát và làm cái bề nền. Rồi. Là nhưng mà theo bác có trong làm từ kia đổ về phía đằng đường này mà lại phải làm từ đường này. Chỗ mình đang thi công này thì nó sao mà nói là nó vỉa cầu trên này nó to hơn và bên này nó hơi bị hẹp. Thì đây chưa. Và ở đây luôn. Bây giờ nó không có được một chiếc trong trong nó rất đẹp. Tức là ví dụ như là em thấy như này này, bác làm theo kiểu là em thấy là như là bác làm kiểu có le chứ không phải làm theo kiểu bằng bằng đúng không? Tức là cái này thì tạo nên một cái vẻ đẹp nhìn có vẻ là thẩm mỹ hơn so với cái thẩm mỹ hơn cho thẳng mặt. Cái thẩm mỹ chỉ cũng được thôi. Nhưng mà nó trong nó không có cái thẩm mỹ hết. Nhưng mà cái này thì nó nhiều cái trong cái là kiểu mà mình xây tường mà đứng nghiêm lên có cái cảm giác luôn. Vâng. Còn cái lớp bay cũng được thôi. Vâng. Thế em hỏi cái nữa là cái này cái vỉa hè cái bó vỉa này có phải bằng đá không hay là bằng bê tông vậy? Bằng đá. Tức là em nhìn thấy là có cái mức độ đồng màu giữa thằng này thằng vỉa hè với bó vỉa với cái viên lát này nó là bằng đá là đá giống nhau rồi anh. Ok. Cái này cái ưu điểm của cái dùng đá này bác có nó hơn cái gạch đền chỗ nào mà? Nó thứ nhất là độ bền của mình. Độ bền. Đầu tiên là độ bền của nó. Còn cái gạch kia thực ra nó sau một thời gian quá trình cả nó bị thấp cả nhiều luôn. Nhưng mà chỗ này là bác khoảng là bao nhiêu mét này? Bao nhiêu vuông nhỉ? Là khoảng 45 mét. Hơn chục mét. 45 mét đến xa khoảng 45 mét. 45 mét thì như bác tông thế này thì khoảng mấy thay? Cái này thì nếu mà thi công thì nó từ sau cái mặt độ thì là cái nhà này thì là khoảng cái này khoảng bao nhiêu khoảng hai ngày xong thứ ba thợ bốn thợ và ba thợ. Rồi ok rồi, trên vừa rồi tôi chia sẻ cho các bạn ấy là quá trình thi công của cái vỉa hè về mặt bằng đá tự nhiên như này thì để được nhận được những cái lời tư vấn đồng thời là những cái đội thợ có chuyên nghiệp để thi công những cái vỉa hè này thì xin liên hệ với điện thoại dưới để tôi tư vấn.
Và xin chào và hẹn gặp lại tiếp theo. Nhớ đăng ký, subscribe để nhận được những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại. Tiếp 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 một cái video. Tắt nha. Tắt đi.